Ngài ra chơi chung rừng xanh. Trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong. Chừng nào xấu nọ qua lông, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, lòng son bắt đầu cha nó là con. Thân này thương chúng hao mòn từ đây, minh hoàng chưa ngữ đại mây. Tình một khi rước đưa người tục tu trì xa khơi, nó chiều rồi lại đói mới. Dương trần sắp dương bình trời từ đây, trần sớm liệu bắp khoai cháo rau đỡ già tháng ngày cho qua. Nhân cùng bốn đảo gần xa tu hành trì chí mới là liệu mai, nguyện cầu qua khỏi nạn Phật nào đợi mùi hương. Niềm tâm thành kính tòa chương cũng gần, lao sao bể bắt non tầng. Quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thấy phơi. Cổ lao đà sắp đến nơi, thế gian bước miệng kêu mời cõi âm. Dầu cho có ở xa xăm cũng là sáng tới.
đời chỉ mình, chẳng lo thân phận, lo dành bướm ông. Hiếu trùng hải liệu cho xong. Đến chừng gặp chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tệ, xa tay dân chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà cháy lâu đài cũng xa. Lập rồi cây hội long quang, đặng khoai hiền à đức à, được là bao. Ta cùng ráng thề đặng cho ba tánh liêu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, lòng dân đến hồi lầu son giữa kề. Thương đời văn vật sai mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra chầu chức đài mây cũng gần. Tuy là nương dựa non tầng, ngày sau thế cuộc xây dân về Nam. Qua sông nhờ được cầu Lan, tu hành nào đời chùa ám làm gì. Bây giờ bác lộn với chị, nữ
sao lọc lại nhất tỳ cũng chê. Bơ dân chớ có sai mê, trung lương chánh trực vừa kề đài mây. Mạng lo gây gồ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương. Thân này ăn quyết nằm xương, chẳng than chẳng thờ vì thương thế trần. Theo thầy giảng dạy nhiều lần, dương gian nào biết thế trần. Làm đường ngay thẳng
thần đồ cho. Thương đời hết dạ cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo, vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt tổ tông, với cho ba hồng bớt sơn. Tu cầu cha mẹ thành thơi, quốc dương thủy thổ chiều mới phàn. Sao cho tròn kinh nhiêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa
đồng son mới vừa, nghìn ngang hỗn ẩu phải chừa, bà con nội ngoại già thưa mới là, xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lắm nàng đua chen giúp giùm, xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng tròn cú hùm sẽ thấy. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong quá đổi thay làm gì, đây biến đổi dĩ kỳ dương thế, chuyện gì cũng có chuyện lai, rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngổn ngang, hung hăng ý của giàu sang, chẳng khiến trời Phật mê mang ý tiền, giải rồi cái đạo tu hiền. Làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng, cũng đừng ghẹo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sao mắt phải yêu tình như mình. Loạn luân càng kỳ hổ mang tiếng đời, anh em đừng có đổi dời, phụ phàng giờ muối sẽ lời nghĩa tình, tuy là trời đất rộng thinh có thần sẽ phân minh cho vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy hỡi người vô duyên, lớn lên phận cần chuyên làm ăn thì phải cho xin mới làm, phải gìn giữ dòng lòng ta đừng chiều theo nó vậy mà hư thân, nghe lời cha mẹ cấn phân tam tùng vẹn giữ lập
đừng cãi lên gió mây ngoại tình. Đi thưa về cũng phải trình công chung ngôn hành, thân mình phải trao công là phải sửa làm sao. Làm ăn các việc tầm phào chẳng nên, mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hơ hên mới làm. Chữ dung là phần đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Dầu cho mắt chữ nghèo nàng cũng là phải sửa màu. Ngôn là lời nói mặc dầu cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phạt ngang thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Cùng chồng xóm mà đừng cho mất lòng, bốn đều nếu đã làm xong cũng gìn chữ hiếu phục tòng sống thân. Giải rồi những chuyện lầm chớ có hùng hào, đừng chơi đừng rúa đừng cao đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn, cũng đừng gây gỗ giận hờn xa dương mới là. Nam mô sáu chữ Di Đà. Từ bi thế độ vậy mà chúng sanh, xưa nay sáu chữ lạnh tanh chẳng ai chịu khó niệm sanh. Sự trần hoàng người hung người ác tà gian cũng nhiều, thương đời ta mới đánh liều. Mong người tu tịnh ít nhiều cũng
tiền dư, hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sao đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ơi. Tại sao chẳng cung chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có muốn qua què, lầu đài sơn xếp cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dài cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham. Lầu đài chớ tu hại rắn miệt mài. Đừng kể dân dài, đừng để máu lâu, giao khuyên khắp hết đầu đầu. Rồi cùng bớt cốc khen, trong đờn lễ nhạc tế sen ít gì. Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắc phải chuyện gì phú phục bình lại thêm đờn địch từng tưng. Đem con heo sống mà vẫn làm gì, chủ gia kẻ lại người quy. Lành bay
còn ác lại tồn. Đến chừng lập hồ Phật hiệp dậy đi chung, còn mình muốn đại làm con thì là tùy ý đáp con cho người. Gầm trong thế sự nực cười, chẳng lo cái xưa cho người tâm. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liền cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm dài từ bi. Ai ai hãy ráng mà suy, thương đời ta tỏ chuyện nghi rõ ràng. Làm tuần trà rượu xinh xoan, rồi thì chửi lồn mà ăn nổi gì. Dương trần làm chuyện gì kỳ, tạo nhiều cảnh giá chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tê lễ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu thì cha mẹ còn sống, vậy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng. Chửi cha mắng mẹ lặng
còn thiếu gì, ở cho biết nhường biết tùy. Vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan, đạo là vốn thiệt cai đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bớt miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng mi, chứng bài quân tử làm chi, của đồ hô bích vậy thì xưng hô. Lũ đàn lũ điếm hồ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rền trời, gặp ai mắc nạn cười chơi. Chớ không ra sức giúp đời điều chi, hổ mình là bậc tu mi, chưa tròn bổn phận mà ti tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặc tình bốn phi. Khuyên rằng trần thế một khi tuôn đời sắp hạ, bằng nay rõ ràng dương gian làm quyền nói càng, cùng sớm cuối làng đâu cũng như đâu. Họ reo dục trong nhiều câu, sai đồng mà khiến quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thảy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng reo làm chi, nghìn ngang kêu múa có khi hại mình. Nghe không thì mặc tình nói cho rõ rệt, dân tình không là. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh, nên ta giáo truyền thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà reo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu nai dương trần. Thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tấu qua thượng đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đã đoan quá nhiều.
được làm liều. Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi, mình Dương khó đứng khôn ngồi, thảm thương lê thứ mắt hồi gian trung. Trước đền mất ngọc ly sinh, quý yêu ba tánh biết chừng nào làm sao cho giả được vui. Cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần, lời khuyên xưa cùng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Phật cùng trời tâm thành chí nguyện, xem đời khó chi. Văn thù Bồ Tát từ bi, giải chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bạn môn tài phép nào tường, kêu trời dầm đất cũng thì già rân. Nói cho trần thế liệu toan, nhiều môn mùa mê thuốc luôn mê hồn chúng sanh, thành binh sấy đầu cũng rành. Nếu tinh thời mất tan tành về sao, bất luận người nào không dùng có thế sắc màu cũng không. Nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Địa tiên tài phép đã đoan, truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nạn nguy. Phiên binh bùng phía tứ vi, kể sao cho xí cơ chuyện đi sao nè.
chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tối xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chừng đó xâm dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời đỉnh phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy từng một môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xế sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xếp đờn trên mây. Người hung chết đất chật thay, nhìn xem bắt phạm ngại rài cho dân. Mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc các lần mới kề. Bây giờ kẻ nhúng người trề chê ta rằng dài rằng khờ cũng cam. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian. Để sao coi hồi coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Điểm đàn đi thoa chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bên lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thói cũ làm càng, trộm gà cắp vịt xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phi tình, đàn tiên cõi tục là
dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó xa. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài phí của lúa the làm gì. Xuống trần ta dạy cú lì, cút cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi, đúng lời truyền sấm của hồi đời lên. Là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thấy thời sáng tri. Hiện nhân bốn phần tu mi, hãy mau thức tỉnh kim thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện. Trời xuất hiện tử vi, quang minh sáng suốt, vậy thì dân ôi, thương dân khó đứng khôn ngồi, xót xa giá ngốc bồi hồi tâm trung. Gió giông thì cội cây rung, đặng nào trời Tây chúng nó hùng hào, đêm lòng gây gỗ máu đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng qua chuông, thế gian yên lặng tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đau lai. Ước mong dân khỏi nạn tai, dắt dìu bồng lai nhiều người. Xem trần khó nổi vui cười, lo giàu lo lợi chẳng rồi bơ dân. Mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi bao yêu lúc thân yêu già. Đường linh đơm quái mới là có chi cũng ấy à, vậy mà dân ơi, ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới. Mặc ai tranh luận đấu tài, khuyến dân nên hãy miệt mài chữ tu. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học theo mối đạo làm con, luận xem học mới mấy đoan đời này. Văn
sữa mặt sữa mày, áo quần lan nước ngày rày ăn chơi, dọn xem hình dốc lá lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Trong tâm nhớ những điều ta, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh, xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối, vậy Triều Minh nàng kiều diễu bao
mình chúa cha. Tuy là lưu lạc muôn ba, đến khi mạng hạng bạn xưa cũng nhìn ghé cưa ta cũng mặc tình nghiệm kiếm suy cô biết mình ở thế nào. Ba già kẻ thấp người cao, hiền thần yêu nghĩa ráng trao cho rồi. Giảng này chỉ các điều tôi khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy. Thân ta ta chẳng miễn cho ba tánh nạn gì cũng qua. Luận xem những việc xấu xa, chúng sanh tưởng Phật thì là hải quái. Khám ngài như thế đứa thôi, nguyện cầu thế giới bớt ngồi buồn dân gặp chiếu manh. Ta cho ba tánh bức tranh vô hình, ai ai cũng ráng xếp mình. Nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cạn lời mà ý còn dài, hiến cho trần hạ một bài ngủ ngôn. Tới đây Ngọc Thanh lui cố phi bốn năm kỳ, hiện thần sách sử nếu ghi miếu son tạc để thu mi trung thần. Thôi thôi cánh khô hầu gần, khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đêm vào lòng người tu như thể Bá Tòng. Sữa trao là phần của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cùng khóc măng, đất khô này mục rõ lòng hiếu nhi. Mặc ai nhạo báng khinh khi, phần ta niềm chữ từ bi đổ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng. Bá gia cùng các chư tăng, việc tu không đợi hương đăng làm gì. Đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm đó.
son ghi lời. Nửa sao đến việc biết đời. Bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cùng dứt giảng kinh. Nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sợ nguyện cầu. Chúc cho ba tâm muôn sầu tiêu tan.